chuyện chưa kể về Maradona, và trận đấu trong nhà tù rắt vàng của chùm ma túy giàu nhất lịch sử thế giới, khó tin, nhưng có thật khi một tay chùm ma túy lại có thể mời Diego Maradona tới đá cho hắn xem, không những thế, lại chơi trong chính nhà tù do hắn dựng lên, để nhốt chính mình. Pablo Escobar là tay chùm ma túy khét tiếng nhất trong lịch sử. Trong những năm 1980 và 1990, phần lớn lượng cocaine đưa vào Mỹ là do y đứng ra, vì vậy, khối tài sản của Iscoba ước tính lên đến 30 tỷ đô la. Biến y thành gã tội phạm giàu có nhất hành tinh. Tuy nhiên Iscoba là một nhân vật nhiều tranh cãi. Với cảnh sát, hắn là ác quỷ, kẻ, đã biến hàng triệu thanh niên thành thân tàn ma dại. Cũng là kẻ giết người, đánh bom, bắt cóc và khủng bố. Không tội ác nào gã không nhúng tay, bằng mọi âm mưu, thủ đoạn ghê tởm nhất. Nhưng với một số người, Iscoba hiện lên là ông bụt, là Robin hút thời hiện đại khi xây dựng hàng loạt trường học cơ sở y tế và nhà ở xã hội cho người nghèo colombia vì iscoba yêu bóng đá với đôi giày đầu tiên có được là giày bóng đá và khi chết đôi chân cũng đi giày bóng đá gã lập nên các chương trình phát triển bóng đá xây sân vận động và hỗ trợ tài năng pablo iscoba trong vai nhà bảo trợ bóng đá colombia nếu chừng ấy là chưa đủ iscoba còn trực tiếp quản lý nhiều câu lạc bộ trong đó có atletico nacional đưa về các ngôi sao để biến đội bóng này thành một thế lực hùng mạnh. Không những vô địch Nam Mỹ, mà còn đánh bại cả Milan ở cúp liên lục địa, trong đội tuyển quốc gia Colombia có vô số hàng của Iscoba. Như tiền đạo Faustino Asprilla, hậu vệ Andres Iscoba, thủ môn huyền thoại Rene Iguita, và cả huấn luyện viên Francisco Maturana. Nhưng Iscoba đầu tư vào bóng đá không đơn thuần là thỏa mãn đam mê, gã còn vận hành hệ thống bán độ, dàn xếp tỷ số rộng lớn. Bóng đá bỗng nhiên trở thành thế giới giàu có nhưng rất nguy hiểm. Trọng tài Alvaro Ortega sau khi không công nhận một bàn thắng khiến làm hỏng kết quả mà giới cá độ sắp đặt đã bị bắn chết năm 1991. Vụ việc khiến cả thế giới phẫn nộ. Iscoba phải ngồi tù và chấm dứt mọi hoạt động tội phạm. Sau đó Iscoba xây một nhà tù có tên La Catedral rồi tự vào trong đó, nhìn bên ngoài La Catedral như các nhà tù khác và được giám sát bởi quân đội, nhưng bên trong đó là một lâu đài xa hoa, với quán bar, bể sục, sân vườn, thác nước và dĩ nhiên, không thể thiếu sân bóng đá với đầy đủ khán đài, mái tre. Một phần khung cảnh nhà tù La Cathedral của tay chùm Iscoba. Cũng năm 1991, cậu bé vàng Diego Maradona bị treo giò 2 năm sau khi dương tính với cocaine trong bài kiểm tra, doping, đang buồn chán ở nhà. Người đại diện của ông, Guillermo Coppola, đột nhiên thông báo, một quý ông Colombia sẵn sàng trả một khoản tiền lớn để Maradona tới tham dự một trận giao hữu với các ngôi sao khác ví dụ như Rene Iguita. Thế là Maradona, được đài thọ tới Medellin, thành phố lớn thứ nhì Colombia, và cũng là xào huyệt chính của Iscoba, điều, khiến siêu sao, từng vô địch quân cấp 1986 ngạc nhiên nhất. Là thay, vì, được ở trong khách sạn, lại bị đưa tới nhà tù. Chuyện quái gì xảy ra ở đây vậy? Các người tính tống tôi, vào tù à? Maradona hỏi. Nhưng khi, vào bên trong, ông bị choáng ngợp bởi sự tráng lệ của kiến trúc nội thất và cảnh quan, cứ như lâu đài ở Dubai vậy, Maradona kể. Rồi người dẫn đường đưa ông, vào một căn phòng, nói. Diego, đây là En Patron tức ông chủ. Đó là một người trông có vẻ lạnh lùng, nhưng rất thân thiện, và tôn trọng tôi. Maradona cho biết, ông ấy nói rất ngưỡng mộ tôi, và đồng cảm với tôi bởi cả hai đều chiến thắng sự nghèo đói. Diego Maradona nâng cao chiếc cúp vàng thế giới 1986 buổi chiều maradona xỏ giày ra sân đá với đội bóng ngôi sao của iscoba bao gồm thủ môn igita đó là một trận đấu hấp dẫn mà theo lời của cậu bé vàng ai cũng thích thú nhưng phần chính lại là bữa tiệc vào buổi tối hôm đó mặc dù bằng danh tiếng trói lọi maradona đã trải qua đủ mọi bữa tiệc xa hoa nhất nhưng vẫn cảm thấy sốc thật không thể tin nổi tôi đang ở trong tù và vây quanh là những cô gái tuyệt nhất mà tôi từng thấy ông kể lại sáng hôm sau khi tỉnh dậy maradona gặp lại iscoba lần nữa Tên chùm rúi, vào tay ông cả sắp tiền giày cộm kèm theo lời nhắn nhủ lần sau lại tới. Khi hết án treo giò, Iscoba đã ngỏ ý mời Maradona tới Colombia, khoác áo số 10, và chơi cho Atletico Nacional, tuy nhiên, siêu sao người Argentina, vẫn vương vấn châu Âu. Ông tới Sevilla, Maradona không bao giờ gặp lại Iscoba nữa. Chính phủ Colombia phản ứng gay gắt khi Escobar vẫn vận hành hệ thống tội phạm một cách công khai, họ lên kế hoạch bắt gã và chuyển đến nhà tù như những phạm nhân khác. Escobar biết trước và bỏ trốn, cuối cùng bị bắn chết bởi cảnh sát Colombia và đặc nhiệm Hoa Kỳ vào năm 1993. Tôi mới học lớp xóa mù chữ nên đọc không trôi chảy mong quý vị thông cảm. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại